Hello các bạn nha. Từng xe motor sẽ vào vị trí các bạn. Đó, đây là vị trí mình sẽ dọn kho sạch sẽ nè. Ha. Ở ngoài kia mình lấy không gian để mình đồ chế. Ok, thì mình vừa vào kho nha. Mình vừa xuống motor rồi mình sẽ báo giá nhanh các bạn nha, thật là nhanh luôn ha. Khách nào vừa xả kho vừa ấy nha, là mua thì ủng hộ. Vô vị trí nè, báo nhanh đi các bạn. 220W nha, 220W, 400V, 6000 vòng, hàng châu Âu. Con này lỗi xuyến các bạn, lỗi xuyến nha. Con này 190k bao ship nha, 190k bao ship, cốt quay còn êm, cốt 8 ly. Một em Delta. Delta thì toàn bộ gần như là 500 trắng hết nha các bạn. Delta. Con này 156V, các bạn xem giùm nha. Tua 6000 các bạn ơi, con này tua cao nè. 500W nha. Đó. Áp 156V. Khách nào cần thì đấu lại còn lại 70 mấy nha. 8 8 2 16, khoảng 78V. Con này cốt 2 bậc nha, cốt trong hình như là 12, cốt ngoài là 8 8 20 gì đó nha. Ok, con này có thắng nha các bạn nha, có thắng đó. Con này để coi thắng coi. Con này không bao gì, thắng cứng nha, không có quay được, không nhít được luôn, khả năng là bên trong nó có vấn đề. Con này bán nhanh các bạn 300 bao ship. Con này còn ngon các bạn. Giá con này khoảng hơn 500, 450, 500 đổ lên đó. Tiếp theo con này. Con này cỡ 400W nha, cỡ 400W, hàng Yakawa. Thắng còn ngon, các bạn nghe. Thắng ngon là nhảy cốc nha, nhưng mà tùy loại. Có một số loại giống như là những con này đi các bạn. Nếu mà có thắng thì thắng nó cũng, các bạn cũng không nghe gì luôn, tại vì cái loại nó thiết kế như vậy nha. Nha, còn những con phổ thông thì là nó khác. Con này bán nhanh các bạn 300 bao ship nha, 400W có thắng. Ủa lộn, 350k đấy các bạn ha. Chứ 300 mà bán không được, tại vì cái thắng mình gỡ ra bán cũng 200 ha. Tiếp tục con này 200W nha. Con này bữa mình nói các bạn còn con một, có anh khách mua, anh mua tới luôn nha. Con này là con 200W nên dạng bè. Con này mua bên sắn tốt. Con này bán nhanh 290k bao ship. Mình có nhiều motor các bạn, mình làm biến phân mã nha. Khách nào mua thì chụp màn hình nền gửi mình là xong nha. Giá đâu đó mình đã báo là fix lại như vậy rồi, cho nên các bạn không cần phải lo. 300W 3000 vòng, con này nguyên zin nguyên kiện, có thắng nha, đầy đủ poly. Con này rất là ngon, encoder thậm chí là còn sống luôn, hàng tháo robot ra. Con này 300W thôi, ba có thắng, ngon. Con này 400 bao ship. Đó. Giờ là bán có lời các bạn. Đó, có lời chút hoặc là thu vốn chứ không có để lỗ nha. Khách nào cảm thấy khó quá bỏ qua. 156V, 6000 vòng, 350W nha. À, cái dòng Delta nó vậy các bạn ơi, tức là thắng nó cứng như vậy chứ không phải là nó hư gì bên trong nha. Con này bao các bạn, con này với con Delta nãy là bao các bạn còn ngon luôn. Con này 350W nha, 6000 vòng, 156V. Con này cốt ra 8 ly. Con này bán nhanh các bạn 350W hả, 290k. Nha, 55V, 3000 vòng, có thắng. Thắng còn ngon, toàn bộ bên trong ngon hết nha. Con này khách nào mua mình sẽ hàng dây ra hết nè. Đó, thắng 24V. Con này bán các bạn 200k đó, bao ship. Cái này là 200W, mình có khoảng 5-6 con y chang vậy các bạn, không có khác nhau gì nha. 118V, 200W, 3000 vòng, toàn bộ thắng còn ngon nha, có thắng nha, dây sắt đầy đủ. Con này bán nhanh các bạn là 280k hàng con. Con này giống con hồi nãy các bạn, 400W nha. Con này giá 300. Con này giống con hồi nãy nè, nhưng mà nó có thêm một cái đầu ở ngoài nữa, cái cốt nè. Cái này để chọt vô trong cái hộp số harmonic các bạn.
300W 3000 vòng có thắng đầy đủ, em có đơ còn sống 350k tặng luôn cái cốt này. 50W nha, tiếp tục là 50W, à một này 100W các bạn ơi, 100W 112V 3000 vòng. À, con này quay êm ngon. À, còn các bạn nào muốn chế cái quạt không các bạn? Thực ra mình rất là tò mò liệu cái quạt xẹt vô nó chạy ra làm sao nha, để dịp nào mình tay làm cái. Con này bán các bạn 140k bao ship. Cứ 100W là 140k các bạn ha. Mình thu về 100k. 100k là nói chung là bán cho vui chứ là lời lỗ gì mấy con này. BL Super P5 sang Yodenki, con này 300W nha, điện 200V. 3000 vòng. BL Super. Con này có thắng các bạn, có hai dây thắng nữa các bạn. Hai dây thắng màu vàng vàng này nha. BL Super. Con này 300W hả các bạn? Có thắng hả? 350k, cốt 14 ly. Ngoài ra mình có một lô một lốc mấy con này các bạn, mấy con mà 560V 5000 vòng á. À, mấy con này. Mấy con này thì cứ mà không có hộp số thì cứ tính tới là 300k một con bao ship. À, 280 cũng được các bạn, 280k một con bao ship, cốt 8 ly. Đó. Encoder mình để luôn nha, các bạn về xài được, xài không xài được thì tháo bỏ nha. Động cơ bao sóng bao xài. 280k là không có hộp số nha, có hộp số là thêm 550k 300 280k 580k 550k 550k thêm hộp số là chưa tới 200. Đó, mấy con này các bạn chạy mấy con này chạy xe điện được nha các bạn. Nha, khỏi chơi đâu nha. 60V chạy 5 bình 5000 vòng qua hộp số nhôm thép. Nha. Ngon luôn. Đây. Ô quên nó chắc soạn qua đây chứ. Cái này là mình cho nó vô là nó vô vị trí luôn các bạn. Thì là bán hết thì nghỉ nha, chứ không có delta hay giống như hồi nãy. Không có lọt chọt tới lui nữa. Đó. Dọn kho. Mình tích cực dọn kho các bạn. Ngày mai bên bãi khai trương các bạn. Khai trương thì khả năng mình sẽ đi chơi nha. Đi tham khảo chơi coi mặt hàng sao. Cơ bản chứ không có gì. Tại vì cuối năm mình đi cũng đâu có gì đâu. Cho nên đi chơi chào hỏi mấy anh em mình về. 400W nha. 110V. Ồ, có một con 110V nha. 110V các bạn đấu lại chạy 48 ngon nha. Mấy con 400 này các bạn là nào mà biết đấu lại nha. Cứng ngắt. À, cứng ngắt thì nói cứng ngắt. Không bao gì. Con này bán các bạn 280k. Panasonic. Ngon. À, quay là biết ngon. Panasonic bán nhanh 250k xịt vô Panasonic. Con này hình như là một thường mấy con này sao nó cái con mà kiểu vậy các bạn, không có cái tem nha. Nó có cái tem vậy xong. À, khách nào cần thì tra mã MSM022AAA. À, chứ thường thường nó vậy đó. À, bán nhanh các bạn 200 nha, không bao gì. À, bát, một đống bát các bạn, tha hồ chế nha. Mấy con này thực ra bên bãi cũng có hàng mà mình không có lấy nữa các bạn. Amatec. Mấy con này nó xài 170 BDC các bạn ha. 170 BDC. 170 BDC 6000 vòng 4.8 ampe. Con này lâu rồi mình bán cho khách một cái dự án gọi là sao ta? Kéo dây nhám dây đai các bạn. Tua cao. Ha. Nhưng mà cũng chua các bạn, không có đơn giản. Tại vì áp cao. Cơ bản các bạn chạy con này tại vì nó chỉ có 4.8A thôi. Các bạn chạy qua cái boost á, các bạn boost lên 120V. Để các bạn chạy cái IC 120V thì con này gần như nó đạt khoảng 90% công suất.
bao nhiêu watt? 170 VDC mà 4.8A, con này cũng dữ lắm nha các bạn, không biết chơi nha. Đó. 4.8A mà ở 170 VDC, con này không phải chơi đâu. Con này chắc cỡ 500, 600, 700, 800 watt. Bán nhanh các bạn, con này 300 bao ship. Nhanh gọn lẹ. Con này không biết con gì. Bán mù con nha, 140k bao ship. Mấy con này dây nhỏ nhiều nhiều quá à. Lấy nó dướng dướng thấy ghét quá. À, này là con Tamagawa 100V 300W nha. Con này là để mình đấu lại 300V. Con này mình đấu lại 300W nha các bạn. Đấu lại các bạn chạy hệ 418 nha. Ra tua cỡ 3000, 4000. Con này bán các bạn nếu mà là công đấu luôn á nha, công đấu lại luôn á thì con này tính các bạn 580k. Còn về các bạn tự xử thì ba con này 400k. 400k. Thường thường mấy con mà áp 100, 110 thì mình bán nó mắc hơn các bạn. Tại vì các bạn xài nó ngon hơn. Ba ngàn vòng 300W nè. Nhưng mà con này các bạn, con này Yakawa thì chắc cú là 200V. Mấy con Yakawa này nè, 200V. 200V thì 300W đúng không? Con nãy 400, con này bán 300. Một con 200W nè, máy in Japan. Denso 500 trắng, có thắng. Có thắng các bạn. Nè, xíu chứ nó nén bên trong đủ hết à. Thắng rồi, encoder đủ thứ hết nha. Con này chứ khỏe lắm. Có thắng nha các bạn. Bán nhanh các bạn 280k bao ship. Con này 50W các bạn, 50W nha. Con này cứng ngắt ngăn, bán 50k các bạn. 50k khách về nghiên cứu. Một con 400W áp 105. Áp 105, áp thấp chuẩn. Tua 3000 Fuji. Thắng còn ngon luôn, ha, thắng còn ngon, cốc luôn. Con này 400W đúng không? 400W mà còn ngon hết mà áp thấp nữa. Bán các bạn 450k. Đó. Xong một lô. Thì đẩy ra lấy tiếp nha. 13 phút thôi. 3 phút. Cho mình nghỉ uống cái ly nước các bạn. Bữa nay tiêu chuẩn cao. Dọn kho được ly. Cam chanh xả hạt chia các bạn. Chanh với xả nha, rồi thêm hạt chia nữa. Thấy cũng ngon. Ok, tiếp tục. Mình dọn cho đứt cái khu này luôn các bạn. Đứt khu này nha. Mình sẽ để chiếc xe này nằm đó luôn. Đó, mấy cái này nè, bự bự nè. Mình cho nó vô trong cái kẹt này. Vô đó đó. Sắp tới mình độ cái này lên. Độ lên làm sao cho nó ngon hơn. Nó khi mà mình muốn di chuyển hàng là làm rẹt chứ không có suy nghĩ nữa các bạn. Cái này mình đã làm cái khớp này nè. Bây giờ mình đổ cái này vô. Ok, nói chung ngoài đây thì cũng không còn nhiều các bạn, mình sẽ báo giá ngoài đây luôn nha. Samson 400W 3000 vòng. Con này chắc 200V các bạn, 200V nè. À, có luôn bu li đẹp quá trời đẹp. Cứng ngắt nha, có thắng cứng ngắt.
400W. Con này bán 280k cho các bạn về nghiên cứu. Bán luôn cái poly này nha. Cái poly này các bạn mua cũng trăm hơn. Một con BL Super 200W, 200V. 3 pha có thắng 3000 vòng. Con này còn ngon, zin đét luôn các bạn. Ngon dữ dằn, mới tinh. Ha. Thắng còn ngon luôn. Con này 300 các bạn. Oh, tiếp tục. Cái này là 400W nha các bạn. 400W con này bán các bạn 400k có thắng. Còn ngon. Con này không biết cái xăng vô đen kia không biết bao nhiêu các bạn ơi. Có quay em ru nè. Để tối mình test quay quay thử có được sao nhiêu khỏe không. Này bán các bạn 300 nha. 280 bao ship chứ. Con này có giảm tốc rất mở cười. Cơ bản con này chắc cũng khỏe đó các bạn. 50W nha, 50W 200V. Có hộp số, không rõ thì để bao nhiêu các bạn. Nha, con này bán cho bán hộp số. Không thì mình thay cái động cơ khác vô. Cơ bản cụm này bán các bạn hộp số cộng với sạc vô 350k. Tamagawa 65W 100V. Con này mình biết nằm đâu rồi các bạn. Cốt 8 ly. Ồ, 100V các bạn, 65W nha. Con này bán các bạn 150k nha. Bao ship. Nó nằm trong cái bộ XI các bạn. Cái bộ XI mình lâu rồi mình mua. Hộp số 17. Hộp số 17 nha, hai đầu. Đầu vào thì các bạn gắn sạc vô 200W nha các bạn. Đầu này nè, các bạn gắn sạc vô hình như 400W á. Đó, hộp số này là 500k. Bán rẻ rẻ. Bao ship. Nó vô luôn. Một con 500W các bạn. 67V. Cốt cứng ngắt. Này bán nhanh các bạn 140k bao ship nha. 500W 6000 vòng. 67V. Con này mà còn mới tinh zin ngon nha. Con này cỡ 500k. Bán các bạn 100 bán các bạn 140k nha. Hiếm có 67V mà 6000 vòng các bạn, tua cao nha mà 500W nha. 500W. Con này giống con hồi nãy 400W nha. Như còn rất là ngon. Mới tinh. Còn ngon các bạn. 400W. Bán 300. Ok, còn mấy cái linh tinh nha, mình sẽ dọn từ từ nha, cho nó đi hết nha. Đó, dọn bán về chai luôn cho nó khỏe. Còn mấy con này các bạn. 24V nè, USA. Con này 500 điện, nó xài 500 điện. Con này 650k nha. Bao khỏe, bao hút. Hút của này là nó hút như gì luôn á. Ok, lên một số đồ vậy nha các bạn. Ngoài ra thì cũng có 4 loại giảm tốc DC có chổi than. Mấy con này sắp tới mình sẽ đưa vào cái xe nè để chạy tới chạy lui nha, để coi cái sức tải như cỡ nào. 100W 420k. Chạy 24V ra 12-24 nha. Chạy 24V ra 196 vòng 1 phút. 420k. Tiếp theo là 150W nha, y chang. Công suất cao hơn. 580k. Tiếp theo 750W. Con này 250W nha. 750k. Bao ship. Và cuối cùng con lớn nhất, con 300W qua hộp số, đầu ra 240 vòng. Con này 12-24 nha. Ra 240 vòng 1 phút. Lớn nhất. 1 triệu bao ship.
Ok. Ok, cảm ơn các bạn xem video. Chắc phải chăm cái motor.